quá quen. Rồi. Rồi. Cái bãi đó có xe đâu mà nói có xe. Hello nha. Về quê mến chào chú chị các bạn. Đây. Quê đi ra đồng quê mới cài. Gặp con pho 4.000 nè, một giò. Đó chở cây mì. Đó đi tới đây nó bị lúng rồi nè. Tôi chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem cho vui. Đây, bên cái của nó là 50 7 50 16. Còn bánh này là Nguyễn Đỉnh. Xe này máy móc ướt nhẹp. Nắp. Cái nắp rin luôn của chiếc Ford. Có chữ luôn mà dầu nhớt dính tùm lum. Con này có hai cục tà, cục bên là rút 4 cục. Đây, con heo. Heo này heo gì? Heo bét. Con này 3 mái. Đây, rin. Con này giờ chờ con mua ta vô hay là con mà ép vô giật lên rồi. Hình như là con cua ta vô đó. Rồi quay con cua ta vô nha các bạn. Đấy, em cua ta vô. Ha. Quá quen. Lẹ. Mở hú cái tấn liền ăn. Mở hú cái tấn liền ăn. Phóng lúa chưa? Này có đi phóng lúa chở lúa không? Này có chở lúa chưa? Có mà đánh tấn. 60 40. Đó. Siêu phẩm. Bánh này có 17. Cái mỏ bánh sao đào miếng nữa. Rồi giờ tiếp cận con cung ta. Đây. Cung ta. Rồi.
Để xem con vua ta cái. Đó. Bồ. Ồ, xe mới rửa ha. Về rồi mất cáo luôn. Nội thất của nó nè. Con này lúc trước quay ở quay chợ lúa rồi nè. Và hôm nay 6 tháng mấy rồi mới gặp lại. Gặp lại trong tình huống và đi giật lầy. Quá đẹp, quá đẹp. Khô ráo sạch sẽ. 60-40 màu cam. Dự trú kho 4.000. Con này 1, 2, 3, 4 số. Như ra lên nhấc cây nhấc trà xuống ve lại. Xe lại cột xích vô. Rồi giờ chim. Rồi cột xích vô. Tới miếng thẳng. Rồi lên. Được giải cứu. Lâu quá mới gặp lại chiếc xe này ha. Chỉ cho tay.
Rồi giờ vô nắm chiếc phép. Rồi xong, còn bị cô chú chị các bạn luôn. Xe mì giờ nó được cua ta giải cứu rồi. Đó, giờ về. Cảm ơn cô chú chị các bạn rất nhiều. Mình quay dừng clip ở đây luôn. Đâu rồi, cua ta đâu rồi? Đó.